Đầu tiên xin cảm ơn các chiến binh dũng cảm nhất vì đã giúp mình có đủ sự mạnh mẽ để thực hiện nội dung này. Nếu các bạn muốn trở thành một trong những chiến binh, hãy nhấn nút tham gia bên dưới để trở thành hội viên của kênh. Chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game Đấu Trường Chân Lý Mobi nha. Rồi, hôm nay mình mới mua 3 tù bát xong. Mới mua 3 tù bát luôn, trận đầu tiên. Mà mua 3 tù bát xong rồi cái nó cho cái skin, nhưng mà cái avatar đổi sao vậy mấy bạn? Ở dưới cái tên của mình, ở trên cái avatar thì người ta có mà mình không có, cái avatar đổi sao vậy? Mình thấy vô chọn kỳ thủ, vô chọn sân, vô chọn cái hiệu ứng này kia thì thấy rồi, nhưng mà cái avatar đổi sao vậy? Cái avatar đổi sao? Mình không thấy chỗ đổi á. Để trống nhìn cũng nó cũng được, nhưng mà nó không có gọi là, mình có avatar mà, mình có avatar đẹp mà, tại sao lại mình không đổi được ta? Mình mua 3 tù bát rồi có đó. Trời ơi, khởi đầu cùng 3 tướng đi chợ. Ui, đi chợ thành phần kép ngon nha. Họ sẽ tính ra bây giờ chọn mấy cái này giống như là kiểu giống như chọn mà thôi, để random cũng được, muốn chọn gì chọn, cho gì cho. Muốn cho gì cho. nó cái này nó random mà bạn, với lại người ta chọn thì nó sẽ chọn giùm bạn luôn. Khởi đầu cùng 3 tướng, ok. Không, bạn không chọn cũng được. Random mà. Hai con cookie. Hai con cookie này là 8 bit với lại cái gì quên rồi. Tay to mặt lớn đúng không? Mà sao con rồng của mình nhỏ quá ta? Con rồng của mình sao nó nhỏ xíu vậy? Mình mới chơi trận đầu tiên mình tưởng con rồng nó cũng phải to lắm, sao kỳ thủ có xíu vậy? Mà đúng rồi, thôi. Kỳ thủ nó vậy thôi, bàn cờ cũng được quá nha. Tính ra cũng đẹp. Bàn cờ cũng đẹp. Ui. What? Thuật sư Annie. Annie thuật sư này chơi cái giáo án mà gọi là Annie thổi lửa cũng được nè. Có Annie ở trong đây luôn nè. Trời ngon dữ ta. Hay là lụm luôn nha. Lụm không ta? Cookie 2, nhưng mà cô tự nhiên có cookie 2 rồi, bây giờ mua Annie vô cái hai nó hơi dư à. Cookie này bây giờ nói chung là mình chưa đi coi cái bộ nào có con cookie từ trước tới bây giờ luôn. Chưa đi bộ con nào có cookie luôn. Tại vì trước không có. Ây da. Thôi. Vậy thì tự hiểu đi bạn, chờ gì nữa đúng không? Lụm luôn. Ui. 8 bit để vô rồi chúng ta sẽ có con 8 bit như vậy. 8 bit hình như là một cái đội hình mà theo kiểu là bạn tích đủ số nó sẽ tăng sức mạnh cho bạn. Tăng sức mạnh là theo từng nó có 10 lần. 10 lần là mắc, nhưng mà bạn thí dụ bạn 2 bit thì 10 lần thì bạn chỉ được 30% thôi. 30% thôi, mà bạn nhiều bit hơn thì nó sẽ cộng nhiều, bạn cũng có 10 lần thôi à. Nó cũng chỉ có 10 lần thôi, chủ yếu là bạn chọn cái nào thôi. Tấn công lá chắn hộ pháp, máu người chơi, trời ơi, chọn 4, một trong 4 trang bị hỗ trợ. Khó nhỉ. Cái này dao điện không thơm lắm đâu bạn. Và cái mình lấy dao điện không thơm, nhận 3 tướng, 4 tướng 3 vàng ngẫu nhiên. Lụm chứ, 4 tướng 3 vàng ngẫu nhiên, nội mà bán tiền cũng đã lời rồi. Hai zone này được ấy. Hai zone này mình lên 2 sao thì có thể đi hết bit, hoặc là theo kiểu là cái dạng thánh ra dễ cuồng nhiệt gì cũng được, khá ok. Thánh ra dễ mình đang có con gia su sẵn luôn. Nhưng bây giờ lấy để chút xíu nữa, lấy đi hết bit cũng tộ, cũng được lắm đó nha. Hết bit thì mình chưa thử, tại vì nói chung là mấy cái đội hình mà nó khó chơi mà theo kiểu hên xui vậy thì hôm nay mình chưa thử. Mình bắt đầu chơi ngày 22 đúng không? Bắt đầu chơi ngày 22, mỗi ngày chơi một đội hình là được rồi. Là cũng làm quen được với game rồi, đó không? Đâu có. Tóm lại là cũng đâu có khó như mấy bạn tưởng đâu. Đúng không? Cũng cơ bản là đúng là làm quen với một game mới thì cũng phải mất thời gian. Nhưng mà mình nghĩ là anh em mình chơi được thì anh em cũng chơi được, cái kiểu như là Jan can cook phải không? Jan nấu được thì bạn cũng sẽ nấu được thôi. Thôi kệ, có 2 bit ở đây nó tích từ từ cũng được. Bây giờ mình tích được hình như một tắc rồi thì phải. Một tắc là nó cũng mạnh hơn được chút rồi đó. 5.000 điểm. 5.000 điểm thì dễ. Cái này nó tính theo dạng sát thương mà. Cái máy này tính theo dạng sát thương. Bạn gây sát thương càng nhiều thì cái điểm nó tích càng nhanh. Cái này nếu mà đi 8 bit thì mình nghĩ nên đi chuỗi thắng. Nếu mà may gọi là ok nhất thì sao, gây càng nhiều đam trong sát thương càng tốt. Đặc biệt là nếu bạn có thể kẹp cho nó cái giáp lửa đó,
Nó sẽ gây thêm được sát thương cho cái hàng đằng trước, nó cũng vừa cứng mà nó vừa có gây thêm được sát thương nữa, cũng ok. Nếu mà có thua thì cái giáp nó cũng đốt được xíu máu của người ta rồi, bạn ơi. Nhưng mà cái 8 bit này hình như là nó chỉ cộng cho 8 bit thôi thì phải, mấy cái con khác không có được cộng, cho nên cái đội hình này nó hơi bị gọi là cái dạng máu B. Hơi bị dạng máu B là nó ở hơi bị gọi là nó không có chơi dạng cộng đồng mà không, nó chơi mình nó thôi. 8 bit thì chỉ đi được 8 bit thôi và nó không có kẹp với, nó không có cộng cho đội hình khác. Thế, ây da. Chú chà. Rác rác cũng được. Bây giờ bán bớt mấy con này đi, hai vô anh để đây. Hai vô này nếu mà được thì mình xả luôn để mình lấy tiền cũng hợp lý. Quyền năng gì khổng lồ. Gì khổng lồ cái mặt nạ đó thì nó đưa cho tăng cơ là hợp lý, mà nếu mà tăng cơ có đam nó thì càng tốt. Thôi bây giờ vậy, đội hình này vậy chắc cũng là gây được nhiều đam đó, tại hai Cookie hai, hai Cookie hai mà bạn siêu sao Cookie thì nó sẽ gây thêm được xíu hiệu ứng nữa cũng hợp lý. Thằng này đi Annie rồi, thằng này thấy là biết đi Annie rồi, bài này khả năng cao là đi Annie phép luôn nè, bài này đi khả năng cao đi Annie phép luôn. Nãy mình không lấy, bây giờ nó lấy rồi bạn. Rồi nhưng mà mình xin phép mình lấy 10.000 đam cái nhẹ nha, được không? Không được, 9.800 thôi. Có chuỗi thắng là tốt đi, nếu mà đi 8 bit thì có chuỗi thắng rất là hay. Nhưng mà 8 bit hình như là phải đam carry nó là con gì? Ui da, 8 bit là Garen, Riven. Đúng không ta? Riven có phải là 8 bit không? Ủa trăm máu vậy, thôi tụi bay lấy gì lấy đi, tao còn nhiêu để tao. Cơm thừa canh cặn để tao, còn mấy cái kia tụi bay lấy đi. Bây giờ làm gì mà giành được bạn, làm gì mà giành được với tụi nó. Mấy cái đồ ngon lấy hết. Hên xui thì mình sẽ có được một món, hai món. Ok, tao lấy con này. Đáng lẽ lấy Zone đó, nhưng mà biết sao, lấy nó phí, up lên 2 sao bán lỗ. Bán lỗ, bây giờ mình bán như vậy nó ngon hơn. Ấy chà. Bân liên xạ. Bỏ qua. Bán hai con này đi, tích tiền luôn. Đi cái này đi, nếu mà đi được chuỗi thắng thì tốt. Đó, ok chưa? Mình cố gắng nâng lên nó thành 4 bit sớm đi để mình lấy cái con. Ui, Riven này đam cũng tốt nè. Riven này cũng là một con đam đó. Trang bị đấu sĩ công kích này cũng ngon đấy chứ bộ. 3 tiền, 40 giáp. Tính ra con Riven này nó có những cái con mà nó bạn nhìn đi. Nó sẽ có những cái con Sammy với lại những con mà tăng cơ đỉnh. Tăng cơ đỉnh giống như con Amumu đi. Một sao thôi nó đã có 45 giáp rồi. 45 giáp là nó gọi là tăng cơ đỉnh đó. Còn những cái con mà chống chịu hàng trước bạn sẽ thấy nó khoảng chừng 40 giáp đổ lại. Và 40 giáp là gọi là ok nha. Còn những con mà tay dài đằng sau đó, nó sẽ tầm 25 giáp đổ lại. Ít có con nào nhiều giáp hơn. Cho nên hôm qua có bạn vô hỏi mình, em không chơi Liên Minh thì làm sao biết con nào tăng cơ. Vô dễ lắm bạn ơi. Mình nói thẳng với luôn, bạn mình cũng có chơi Liên Minh đó, nhưng mà mình bỏ từ cái hồi nào, mùa 2 tới bây giờ. Bây giờ là Liên Minh mùa mấy rồi, bạn tự hiểu đi, mình cũng chẳng biết đâu. Có nhiều con tướng trong đây mình còn không biết nó chơi như thế nào nữa. Đó, bạn hiểu thì là sao nó là vậy đó, tại vì có biết chưa, có biết là chơi kiểu gì đâu. Ôi, đồng quê ra Samira cũng nhiều đó chứ, nhưng mà thôi đừng dụ tao, bài này đi beat là hợp lý rồi. Đó, cho nên mình cũng đâu có biết đâu, nhưng mà bạn sẽ nhìn nhìn bạn sẽ thấy tại sao có những con nó giáp khá cao, giống như con Amumu này giáp rất cao, giáp rất cao 45 giáp ở một sao thôi, chưa có đồ gì hết nha, bỏ đằng trước là đã cứng rồi. Có những con nó chỉ 25 giáp thôi bạn, mà nó tay dài là bạn hiểu đi, chắc chắn nó là một con đam chứ không phải là một con tăng carry đằng trước rồi. Còn giống như Riven nãy không, 45 giáp cũng là một con đằng trước đó, nhưng mà nó không thể nào tăng bằng con Amumu được. Con Amumu rất là trâu. Ôi thôi đồng quê dáng này thua, dáng này thua, dáng thua. Đồng quê nó mạnh nữa chứ. Đồng quê thằng này đi bài đồng quê này tăng cứng cũng có nè. Nhưng mà đây Olaf thằng này chưa có, thằng này chưa có đồng quê siêu sao. Đồng quê thì không có cần với siêu sao carry đâu bạn, đồng quê lấy một con siêu sao tăng cũng được, hoặc là nếu mà được thì là Samira gọi là siêu sao cũng được, còn không thì là Ugot siêu sao cũng được, còn nếu mà tệ nữa thì thôi là tôm gan cũng được, miễn là sao đồng quê, năm đồng quê cái đã, rồi mình từ từ mình build con Samira 3 hoặc là con Ugot 3 là dễ chơi. Đồng quê thì Red là một con tăng cơ với lại có hiệu ứng, còn cái trói của con Red rất là mạnh nha bạn. Con Red đó thì bạn phải để ý nó ở đối diện với cái team mà bên kia, mà nó chỗ nào đông càng tốt, tại nó trói được nhiều. Trời ơi, đội hình cứng vậy.
Đội hình ra tăng không nè. Oh my god. Cho tao một con Garen đi. Hình như Garen cũng là 8 bit thì phải. Là được 4 bit, 4 bit 4 8 bit như vậy thì cũng ok. Không có gì để mua hết, 62 tiền pha được up cấp thôi. Pha được up cấp để Amumu vô thôi. Gây được nhiều đam rồi gây. Càng nhiều đam càng tốt. Modern Kaiser cũng là một con tăng khá là ok luôn. Modern Kaiser hình như là đi cái team mà hết beat cũng cũng dùng. Đi hết beat cũng dùng để tăng cơ đằng trước á. Mà Modern Kaiser hình như cái chiêu của nó có đam bạn. Hợp lý nha. Giao chiến. Ôi thằng này. Thằng này hàng tăng của nó cũng có đó, nhưng mà hàng đam của nó không có ngon bằng mình. Mình tới hai con Cookie 2 lượng hàng đam của mình ngon hơn. Cho nên mình lia hàng tăng của nó xịn hơn. Olaf, Olaf thì ôi, này thì đam càng to càng tốt. 35 mà là móc này là móc bo, móc 3, móc 4 gì rồi đó, móc 4 rồi 35 mà là 35.000 đam là móc 4 thì phải. 4 là nếu như mà chỉ 3 bit thì nó khoảng 3% thì khoảng 12%. 12% cộng thêm sát thương thì cũng tuyệt vời. Mà bây giờ 8 bit nó chỉ cộng sát thương tay thôi bạn, nó không cộng sát thương phép nha. Một khi kẻ địch bị hạ gục tới nông minh gần nhất hồi máu. Ui cái này cũng ngon, cái cầu hồi phục là rất là tuyệt vời luôn á. Không, cái trí tuệ thì nên là nó là cái con nào mà dùng kỹ năng nhiều thì nên dùng trí tuệ đó. Bây giờ mình có 4 bit rồi, 4 8 bit. 6 thì hơi khó, 6 thì bạn phải có cái ấn 8 bit. Chứ còn không có cái ấn 8 bit thì bạn khó mà đi 6 lắm. Tại vì nó phải nó chỉ có 4 con thôi, 5 con thôi. Quên, có 4 con thôi, siêu sao là tính 2 rồi. Siêu sao là tính 2 rồi, cho nên là nếu mà bạn có 4 con thì nó sẽ là 5. Cho nên mà thiếu một cái ấn nữa, cái ấn này nó sẽ 6. 6 thì sẽ rất là tuyệt vời nha bạn. 6 thì sẽ rất là tuyệt vời luôn nha bạn. Tuyệt vời lắm luôn á. 6 thì bạn sẽ 8 bit nó sẽ thưởng cho bạn một cái gì đó nữa, một cái trang bị gì đó đó. Bạn tích được 10 tắc nó sẽ thưởng cho bạn một cái trang bị, một cái hiệu quả bất ngờ. Ok, trâu 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 mà có đam nữa nha bạn. Trâu mà có đam á, Riven dán này nếu mà đưa đồ vô Riven gánh cũng được. Nhiều nhiều bạn nói Riven cũng ok lắm nhưng mà mình chưa thấy ai xài Riven gánh bao giờ. Chưa thấy ai xài Riven gánh bao giờ. Thôi đi vậy, thua. Dán này của Ani nó thổi đầu quá. Ai chà, có kỳ đây rồi. Bài 6 này mình có nên xoay không ta? 8 bit hình như là mình phải rớt 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 8 hay sao? Hay là ta đa, hay là up cấp bình thường nhỉ? Hình như là phải up 8 á, tại vì có kỳ là nó cái con này nó phải có một con cuối là con Kathleen. Con Kathleen này thì nó phải 4 tiền. 4 tiền bây giờ nghe nói cái mùa này thì 8 xoay 4 tiền nó mới ngon. Chứ mà 7 xoay 4 tiền không ngon nữa. Cái này là meta của game. Cái này chỉ được nghe nói lại thôi. Chứ mùa trước mình không có chơi cho nên mình không biết. Mùa trước mình không biết, không biết là mùa trước là như thế nào. Nhưng mà mùa này nghe nói là 8 4 tiền thì 8 level 8 xoay nó mới ngon. Mà bạn biết rồi đó, game này thì đa phần là anh em ít có up 9 lắm. Trừ khi trận những cái trận. Ôi thằng này có chuột 3 rồi. Gì nhờ. Ôi gì nhờ. Con chuột này là con 3 tiền hay 2 tiền à? Con chuột là con 2 tiền. Thì mình theo mình nhớ mình lầm là vậy. Ui, sẻn, 3 sẻn. 3 sẻn rồi rồi, chắc rồi, chắc ăn rồi bạn ơi. Mình sẽ húp được một cái sẻn. Nếu như mà mình may mắn mình chạy kịp. À, chạy 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 xuyên qua lượm một cái sẻn. Ngon. Cái sẻn này mình có thể ép cái ấn, ấn này là ấn tóc đánh à, đúng không? Lấy cái cung rồi. Vậy thì chúng ta có thể rớt 6 bit là hợp lý. Mình có cái sẻn rồi, may. Đúng là cái trận đầu tiên mua Battle Pass xong là nó có cái hiệu quả bạn liền, hiệu quả liền luôn. Giống như bạn thấy không, mình chơi từ ngày 22 tới giờ mà có đúng một trận là mình lấy được đúng một cái sẻn thôi, là cái trận mà đi được 6 bân á, là cái trận đó là mình lấy được sẻn thôi, còn tất cả những cái trận khác là hoàn toàn không lấy được một cái sẻn nào. Hoàn toàn không lấy được một cái sẻn nào, đời đen như chó luôn. Khó chịu ở chỗ vậy. Nhiều khi muốn ghép những cái đội hình mà nó full á thì phải có cái sẻn, mà đôi khi là sao, có những cái đội hình muốn full là bạn phải may mắn nữa, tại vì sẻn ghép không được nữa. Sẻn ghép cũng không được nữa.
có những cái đội hình mà đâu có sẻn, đâu có ghép được đâu bạn. Nó chỉ ghép được một số đội hình thôi, còn những cái đội hình khác thì cái sẻn không ghép được nữa. Là bạn phải lâu lâu nó sẽ có một cái ôi mày hả, Yasuba hả, Yasuba Hasagi, ôi trâu mẹ ơi, thằng này nó trâu thôi, thua vậy. Sao tụi này nó lên 3 sao sớm dữ vậy trời. Yasuo có gì khổng lồ nữa, trời quên không, cái mặt nạ khổng lồ nó biến bự lên, tích 25 điểm nó biến bự lên, nó gõ cho thì đúng kiểu là má ơi luôn. Ai à, giờ 8 không ta hay là 7 nha. Nếu mà có được 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 được, nếu mà giày xoay cũng ok đấy. Giày xoay cũng ok đấy. Rồi, tạm thời chúng ta cơ 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 cấu nhẹ nhẹ như vậy đi cái đã. Khó nhỉ. Phải có còn đàm chứ. À, Mordekaiser, rồi có Pentakill thánh ra rẻ mà Vigoth còn nó trâu nha. Con nó trâu à, con quên không phải là trâu, con nó có ram á bạn, đưa nhiều ông dùng con đó gánh lắm. Nhưng mà bữa hả mình có chơi gặp một cái trận không biết làm cái cách nào mà nó đi 5 tiền được 3 sao, mình nói thiệt luôn á. 5 tiền 3 sao. Mình thấy một con cũng thánh cũng 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 cái chung cái team rồi thì thánh ra rẻ đó là cái con Ken á, mà cầm cái lưỡi hái tử thần á. Bạn nghĩ đi, nó 3 sao mà nó nhìn thấy nó gạt một cái bên team mình còn có 2 con. Nó chặt một cái team mình còn có đúng 2 con thôi. What the fuck, sợ thật. 5 tiền 3 sao mà không hiểu kiểu gì luôn, mình nói thiệt luôn. 4 tiền game này mình lên thấy lên 3 sao còn khó, 5 tiền mà nó lên được 3 sao đúng đời. Thua chịu gì nổi bạn, làm sao chịu nổi. Bữa hở mình đi thằng Twitch Fest 3 là thấy muốn bệnh rồi. Muốn bệnh rồi, bây giờ là còn hẳn là 5 tiền 3 luôn. Trời ơi, muốn khóc luôn bạn. Trận đó mình cũng là gọi là ok đó, cũng xanh chớ, nhưng mà nó lên được 3 sao chịu bạn, làm gì cơ, làm gì thở nổi. Bạn nghĩ đi, một con 5 tiền 2 sao thôi nó đã là một cái gì đó rồi, mà nó còn lên hẳn 3 sao, vô lý vậy. Mình thấy vô lý vậy, mình nói thiệt luôn á, mình không hiểu kiểu cái nó up cấp kiểu gì hay là nó xoay cái kiểu gì không biết nữa, nhưng mà nó có lên được 5 tiền 3. 5 tiền 3 đó thì chắc là không phải là siêu sao rồi, chắc là một con khác rồi, không thể nào có chuyện siêu sao đó, nhưng mà đúng không. Nhưng mà nó có một cái là vấn đề là sao, nó hình như đi cái hết bit rồi thì phải. Nó rớt đồ kiểu gì đó mà không hề không không biết, nhưng mà nó rớt đồ rồi, hình như là nó rớt mấy cái đồ mà tăng tăng được sao cho 5 tiền luôn á. Ok, 55.000 là được một 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 tắc nữa cho 8 bit, đúng rồi, khỏe hơn được chút. 6 là 6 là 6636 rồi. À, 36% là cũng dữ rồi đó. À, 10 bạn thấy mở khóa điểm cao cuối cùng mà sẽ nhận được một phần thưởng đặc biệt khi vượt qua điểm số này, là bạn hiểu là cái một cái trang bị đặc biệt. Tăng kích thước đội hình nhưng mà nhận thêm 100% sát thương, không được, không ăn thua. Chắc là mình lấy Pandora tam luyện kiếm, không ăn thiền, găng bảo thạch, trời ơi đồ quá trời đồ luôn. Nhưng mà bạn biết sao, trang bị Pandora này á, thì nó sẽ đổi đồ hàng dư cái mấy cái con cái đồ bạn chưa ghép á, hoặc là bạn chưa chưa dùng á, thì nó sẽ đổi đồ đó. Nó đổi đồ thì sao, thì hay nhà, một cuốn sách xịn. Nhưng mà bạn sao cuốn sách này mình team mình không có dùng, cho nên mình để cho nó đổi luôn. Rồi hết bit vô kìa, hết bit vô. À đây rồi, Catlin. Xong 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 xong, 6 bit cái nhẹ, 6 bit cái nhẹ. Dồn đồ cho Catlin là không sai được bạn ơi, dồn đồ cho Catlin là không sai được. Yêu em là sai thì anh không cần đúng luôn. Yêu Catlin hết hết bài. Yêu Catlin hết bài luôn. Cái này lấy cái này vô cực kiếm, đúng rồi, vô cực kiếm. Đây rồi, từ từ lên 38. Một thằng này khỏe nha, thằng này đi bài gì nhỉ, thánh ra rẻ hay sao, thấy con Ken cái le nằm ở đằng sau. Ôi đây rồi, đây rồi, Mordekaiser có tăng, ôi
cái này cũng được, nhưng mà mình lấy hai cây BF ra mình ghép cho nó một cái kiếm tử thần cho con này. Thôi gì khổng lồ cũng được, tại sao mình còn chờ một cái trang bị cuối nữa kìa. Cái trang bị cuối đó là trang bị hình như là trang bị ánh sáng này kia hay sao đó. Nghe lại, tại vì con Catlin cũng cần có tóc đánh. Con Catlin là một con liên xạ hay là con mà tay to mặt lớn, hình như là tay to mặt lớn hay sao? Không, liên xạ. Con Catlin là con liên xạ. Thì chút nữa không có rảnh nè. Mình có thể lấy con giác ra, lấy con giác ra mình để một liên xạ vô cho cái Catlin nó bắn. Bạn thấy con tôm keng nó trâu không? Bạn thấy con tôm keng nó trâu không? 3 sao trâu kinh. Nhưng mà 8 bit của mình bây giờ là mình 6 6 bit rồi, 6 8 bit thì nó cộng mỗi lần tắt là 10%, 10% là đam to nhiều, đam to lắm, đừng giỡn. Đó, bạn thấy không? Cách liền bắn nè. Khinh khinh, ôi ôi ngon 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 ngon. Cái bit dễ chơi nha. Bây giờ cách liên 2 nó lấy tiền. Đây rồi. Aya mình cũng thành nằm ở dạng ba thằng cuối, ba thằng cuối được chọn đồ, ba thằng cuối được chọn đồ. Chọn cách liên chứ bạn, cách liên liền. Mình xả nở ra, đừng nào lấy cách liên của tao nha, đừng nào lấy cách liên của tao hết. Đúng vậy rồi, đúng vậy rồi, lấy cách liên liền lên, có xoay ra được lên cách liên 2 luôn là lấy tiền. Nằm ở ba ba cái slot cuối là được chọn đồ. Di sản khổng nhân nè, để coi nó đổi thành cái gì. Đây rồi, đây rồi. Cung cung xịn, cung xịn mạng, cung xanh xịn. Trời ơi, còn gì để nói đâu bạn, còn gì để nói đâu. Bây giờ chỉ có cách liên 2 nữa là xong. Và bây giờ kiếm đồ tăng đưa cho mấy hàng đằng trước nè. Hàng đằng trước phải tăng chút xíu để cho cái team của mình nó được, cái cách liên đằng sau nó được bắn 85 là nó lên một tắc nữa là cũng ok rồi đó. Phù thủy không nè, lấy Sona, trời ơi, nó 3 sao hết trơn rồi. Để bạn coi Catlin nó bắn nè. Rồi. Đừng buồn, Catlin bắn này đừng buồn. Đó, 85 sẽ tới nơi luôn. Mày mày mày. Ôi. Chú. 7%, 7% là cũng gần như gấp đôi mẹ rồi. Ôi, nó bắn kìa, Catlin 1 quá nha bạn. Cái này là Catlin 1 quá nha, 196 đam. Đó là cái này lấy. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đường thắng của chúng ta đây rồi bạn ơi. Thấy liền đường thắng liền, ngon. Bây giờ làm sao đó cho con Corki lên 3 sao. Lên Corki lên 3 sao là đẹp. Đó, đưa con này vô là ok. Emo siêu quẩy, thánh ra rẻ này lấy đi. Hai con siêu quẩy nữa. Mà kiểu sao ơi à, thánh ra dễ được đấy, kiếm đằng trước cho nó cứng cứng chút xíu. Đây rồi, bốn vệ binh cho nó hàng hàng trước cho nó tăng tăng cơ nhất định rồi. Sao nè, cách liên hai bắn à, bắn bể bùng bầu luôn là con à. Trời ơi, nó bắn kìa, trời ơi đam không. Ôi đúng là cây cây vô cực kiếm. Khỏe vãi. Khỏe vãi. Đúng là mua cái gói búp nhân phẩm của nhà phát hành, mua cái gói búp nhân phẩm lên là cái thấy nhân phẩm mới lên hẳn liền. Lên kiểu như lên một trời một vực luôn đó. Lên cách liên 2 bây giờ cách liên nó bắn cho thì sắp tới mốc 125 là hình như là được chín rồi đó. Chín tắc là 90% điểm kinh nghiệm, quên 90% cái lượng sát thương. Cách liên mà đam cỡ này mà tăng 90% nữa thì nó còn tới cỡ nào nữa trời. Nó còn tới cỡ nào nữa. Nhớ cả cái ơi 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 hả mày. Ok, ui quá nhiều đồ đi. Bây giờ kia để chờ chờ chút xíu coi. Thánh ra dẻ Riven, Riven 3 luôn cũng tốt. Ok, lụm đầu. Ây à, bán bớt bán bớt bán bớt đồ này, lấy đồ tăng cho mấy con đằng trước là cũng hợp lý. Lấy kim tiên định hoặc là lấy giáp lửa cũng được. Còn nói chung là con Mordekaiser chỉ cần lên 3 sao thôi là trâu chó lắm. Không, nhưng mà có cách liên vậy là như đây đủ tăng rồi. Từ từ nha.
Mua một con nào đó vô, để đồ vô cái món đồ nào mà mình cần muốn á, tại vì mình lấy Pandora rồi thì nó sẽ đổi đâu, cần mình lấy á thì mình cứ ghép nó vô một con nào đó chút xíu mình cần thì mình bán. Trời ơi, 1.300 đam, bạn thấy không? Bạn thấy nó bắn anh tiêu 1.300 đam mỗi hit không? Bắn tới đâu chết tới đó, bắn tới đâu rụng tới đó, như vậy thì thôi. 8%, 80 đam, ôi, 80% là cũng dữ dằn rồi đó. Khỏe thật. Đang có lửa luôn, 4 trận thắng liên tiếp và đang có chuỗi thắng nữa, tiền nhiều vô kể, up 9 luôn nha. Bài này up 9 chứ để làm gì nữa. Đây rồi, Mordekaiser Kaiser 3 sao luôn nha. Ai chà, đây nè, cái này mới hay nè. Cái này mới hay nè, mình có hai cái áo choàng, áo choàng nó sẽ lên được cái vuốt rồng hồi 5% máu, ngon. Rồi, nhưng có cách lean ở đây thì nên nhớ cách lean mà để trong góc vậy thì coi chừng bị Akali nó bắt. Akali nó bắt thì hơi tội nghiệp cách lean chút xíu. Bị Akali nó bắt thì hơi tội nghiệp cách lean chút xíu, tại vì bắt là coi chừng gục á. Trời ơi, thằng đồng quê này, đồng quê thì chắc không có tuổi rồi. Sao 80% đam mà đó nha. Đó, 107 là chín nè. 107 là chín nè, bắn đi em, bắn đi. Đúng rồi, trời ơi, trâu hả mày? Mày trâu dữ chưa? Mày trâu dữ chưa? Trâu này thì trâu với chúng tôi này, cách liên nó bắn cho bể bụng luôn. Ghê thiệt, súng nhắm mà nó bắn còn hơn liên thanh nữa. Kinh 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 kinh. Lấy tiền. Ấp chín, ấp chín, ấp chín, ấp chín, ấp chín, nhưng mà để gì vô ta? Ấp chín bây giờ có thể để một con liên xạ vô để cho nó tăng cái tốc đánh lên của con cách liên lên là cũng hợp lý nha. Nghe hay ấy. Cái áo dần gai rồi xong, cứng liền, cứng liền. Tim nhìn thấy con Mordekaiser Kaiser này mà mình lên 3 sao nữa. Ui, có cái bài con một cái bộ cái tim mà nó đi Mordekaiser Kaiser gánh đó. Tim ghê thật luôn á. Cái đó thì mình chưa chơi lần nào cho nên mình cũng không biết là đi như thế nào, nhưng mà để mình tìm hiểu thử coi mình đi chơi một lần một trận Mordekaiser Kaiser gánh. Ok, cách liên bắn nè. Oh damn. Mày mày mày. Chu. 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 Trời cách liên nó bắn. Chà. Nó khủng khiếp. Khủng khiếp thiệt. Ai à. Yorick. Ngon đấy. Lấy Yorick mình ôi giờ chết rồi, mình lại thuộc dạng ba thằng ở đầu, vì chắc Yorick có thằng lụm rồi. Nhưng mà tao lấy Zoric được rồi. Trời đất ơi, 5 tiền, 5 tiền tăng cơ, 5 tiền tăng cơ được đấy. Ngon. Mình chờ cái 8 mít này nó lên cho nó mắc số luôn cho rồi. Cô. Pha này thì chỉ úp cấp 9 thôi. Thánh ra rẻ nữa. Trời sao nhiều dữ vậy? Nhiều thứ quá. Thánh ra rẻ con Riven này, Riven 3 đó bạn. Nếu mà lên được một con nữa là có thể lên Riven 3 đó. Ôi, cái này lấy đồ tăng thôi bạn. Lấy nào đồ nào tăng dữ vô. Mid Fortune đằng sau không có lên 3 được đâu, cho nên đam về cuối nó tèo lắm. Cho nên bây giờ lấy tăng cơ đưa cho hàng trước đó là ngon. Hợp lý. Còn như thì up 9 thôi. Đâu để coi, bắn nè. Bắn nè, tới công chuyện với tao luôn nè, tới công chuyện với tao nè. Trời ơi, chết rồi, bị Akali nó bắt rồi. Ui, nhưng mà Akali chết luôn bạn ơi. Akali chết hẳn luôn. Một anh tiêu một lên đường. Trời đất ơi, nè bắn nè. Anh tiêu nè. Bum 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 bum. Đam to. Trời ơi, đam to dữ vậy trời. Ngàn đam không nha bạn. Chưa thấy cái nào mà đam to như cái anh tiêu cách liên luôn á. Ôi, ngàn đam không à, ngàn mấy không à. Sướng phải. Đưa vô rít vô, đúng rồi. Sợ cách liên nó bắt thì đưa con quên, bị sợ Akari nó bắt thì đưa cách liên ra ngoài. Đây là có con giác liên xạ nè, có con Lucian. Lucian này mình thay cho con vô rít là cũng gọi là hợp lý, là mình sẽ có hai liên xạ. Hai liên xạ thì nó tăng tốc đánh cho con cách liên thêm chút xíu nữa. Được quá nha. Bắn nè. Bắn nè, bắn nè. Ôi.
What? Thằng này hết beat rớt ra hai đồ ngay chỗ này mà không lụm nè. Ghê vậy ta. Ghê. Không, nếu mà mình thay liên xạ vô giờ này cũng tuyệt vời lắm các bạn. Bắn thêm xíu tốc đánh vậy thôi, nhưng mà tính ra nó mà bắn nhanh thì sao, nó hồi mana nhanh. Mà hồi mana nhanh thì sao thì con cách liên ân tiêu được sớm. Rồi, hai Lucian luôn. Thôi xong. Cái này mà Lucian 3 luôn thì Lucian 2 luôn thì tới công chuyện với tao. Lucian 2 tới công chuyện với tao nữa. Rồi bắt đầu tới rồi nè, bắt đầu bây giờ là cái thời gian mà quan trọng nè. Ừ, không mà con Yorick thì nó trâu. À, mà con Lucian thì nó có đam dữ lắm. Ôi khó nha. Hay là mình bán mẹ Cocky đi ta. Cocky này bây giờ mình lên 9 rồi, tỷ lệ ra 1 tiền có vẻ thấp. Và chắc bán Cocky đi là vừa. Tiền quá trời tiền vậy. Ok. À, bán con này đi. Đưa con Lucian vô, đúng rồi, rồi mua một con Lucian nữa sau này. Catlin này bỏ hay là sao ta? Chỗ Catlin này mà bỏ cũng tiếc. Catlin bỏ cũng tiếc, biết đâu lên được Catlin 3 thì sao đó, cho nên mình bán bớt cái này đi. Rồi mình đưa cái găng tay này thì găng tay này thì đưa cho con nào mà chưa có đồ á, chắc là Lucian quá. Đưa cho Lucian kiếm cái đó là cũng hợp lý. Ai à. Áo choàng gai à. Bùa xanh, nỏ xét, dây chuyền chuộc tội, bùa đỏ. Đây rồi, trời trâu. Team mày trâu dữ chưa? Nè, trâu dữ chưa? Đúng rồi, đưa cho Riven đi. Riven là một con tướng có đam nha bạn, cho nên đưa đồ tăng cho nó cũng có tăng dữ lắm. Nè, bắn đi em, bắn. Nè, bắn đi. Đúng rồi. Trời ơi, con Catlin đứng giữa bàn cờ nó làm ráo hết. Oh, shit. Ôi, lần đầu tiên đi 8 bit, 6 bit mà có vẻ như bài xanh nó mắc rồi đó bạn. Bạn thấy bây giờ cái chỉ số là 4, 5, 6, 7, 8, 9 không? 4 năm sang bằng tất cả. Ghê không? Nghe thấy cứng không? Nhưng mà cái móc đó hình như là, không biết là thấy ví dụ mình lên 10 thì mình lên cái được cái móc đó thì nó có thưởng gì không các bạn? Cái đó mình không biết rồi nha. Thì chưa chơi lần nào, chưa biết. Hoặc là chưa chơi tới đó. Cho nên không biết. Rồi, cứng rồi. Cứng. Ừ, cái đấm nó cũng hay đó, cái đấm nó cũng trâu đó. Ôi phù thủy nữa. Rồi Yorick nữa, quá nhiều thứ đi bạn ơi. Ôi hai con vậy luôn. Ôi vậy luôn, hai con Yorick luôn. What the fuck? Xịn nha. Trời ơi. Ôi Catlin nó bắn nè, thấy không? Con Akali nó nhảy qua nó bắt thằng AD trong góc mà. Nhưng mà hên là mình để ra ngoài rồi thì nè, đó đỡ đi. Đỡ đi bạn, đó đỡ đi. Trời ơi, bắn cho mày quỷ diệt thân thể mày luôn, ở đó mà xạo hả? 8 bit là 10 là bạn làm 100% sát thương rồi đó. À, cho nên bạn thấy cái Catlin nó bắn không? Nó bắn hàng tăng thôi, đằng đối phương nha, mà nó bắn rách người hết luôn. Ghê thiệt. Chắc pha này dừng ở chính, trời, Riven 3 luôn, hay lắm. Đằng trước nó cứng quá bạn ơi, còn con Mordekaiser chưa lên 3 nữa. Ai chà, có cái giáp rồi nè bạn, không lẽ giờ để cho Riven luôn nhờ. Không lẽ giờ để cho Riven luôn, chắc nghe hợp lý. Rồi, vậy cỡ Catlin vậy bắn tốt rồi, vậy bắn hợp lý các bạn. Nhưng mà tại trận này mà hên mình có cái ấn sớm. Có cái ấn sớm thì mình lên được 6 bit lẹ quá. Ok, bắn ui, nhưng mà thua nè. À không thua Catlin anh tiêu. Anh tiêu là thắng mà. Trời ơi, Catlin anh tiêu là thắng nha bạn. Nó bắn hàng sau, bạn đau, hàng sau bạn không biết bạn bao nhiêu máu nha. Nhưng mà nó bắn hàng sau mỗi con có một viên, hàng trước thì có thể là một viên đầu không chết, nhưng mà viên tay thường nữa là sau, còn hàng sau là dạng cha chú đấy. Ây da. Trời ơi, có quá nhiều đồ luôn đi chứ. Bây giờ cho mày chọn trước, tao chọn sau. Tao muốn lấy gì tao lấy. Rồi. Lấy cái này đi. Đúng rồi. À. 9 thì chắc là không được rồi. 9 là pha này là thấy không ổn rồi. Mua được Kaiser 3 là hợp lý, còn không là đưa cho con này cái thú tượng thạch giáp này cũng ok nè. Rồi lấy cái giáp này ra đưa cho con này nữa. Trời, ba con đằng trước giáp cỡ đó mà nó không tăng được cho con
con cách liên bắn nó thì thôi luôn, nghỉ mẹ đi cho rồi. Cách liên nữa là trời đất ơi, phù thủy âm nhạc. Thôi thôi thôi, vô rít với lại Lucian luôn. Thôi 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 thôi. Được á, mình lấy Zorik 2 mình bán bên mình bán Modern Kaiser luôn, mình đưa cái ấn 8 bit cho con Zorik luôn á chứ. Nhưng mà dáng nàng này đi rồi. Chưa kịp lên 5 tiền 2 sao luôn các bạn. Khỏe vãi. Ồ khỏe vãi luôn á. Ồ, anh em nên đi đội hình này nha. Khuyến cáo anh em nên đi đội hình này nha. Đã vãi. Ok anh em đang xem, để lại cho mình một like. Ai chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel mình. Nhớ comment bên dưới anh em sẽ được thả tim. Tham gia nhóm bài đàn Hamai Gaming trên Facebook để trò chuyện với tất cả mọi người nha. Rồi cảm ơn mọi người, chúc anh em chơi game vui vẻ. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Hey girl, hey my body girl. Make our bodies high.